Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên những kẻ nam người nữ được nghe kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này thường nên chê bỏ thân tướng nữ nhân và cầu được thân nam tử. Vì sao vậy? Vì kinh điển Đại Thừa này có tướng trượng phu, ấy là tánh Phật. Nếu ai không biết tánh Phật, ắt không có tướng nam tử. Vì sao vậy? Vì chẳng tự biết mình có tánh Phật. Như ai không biết được tánh Phật, ta gọi những người ấy là nữ nhân. Như ai tự biết mình có tánh Phật, ta nói rằng người ấy có tướng trượng phu. Như có những người nữ nào có thể biết rằng tự thân mình quyết có tánh Phật, nên biết rằng những người ấy tức là nam tử. Thiện nam tử, kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cùng thâu các công đức vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Vì thuyết rằng được tặng sâu kín của Như Lai, cho nên những kẻ nam người nữ nào muốn mau chóng biết được tặng sâu kín của Như Lai thì nên tùy phương tiện mà siêng năng tu tập kinh này. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng như vậy, như vậy. Đúng như lời Phật dạy, nay con nhờ có tướng trượng phu nên được vào tặng sâu kín của Như Lai. Hôm nay Đức Như Lai vừa khai ngộ cho con, nhân đó con chắc chắn sẽ được thông đạt. Phật dạy: lành thay, thiện nam tử, nay ông tùy thuận pháp thế gian mà nói như vậy. Bồ Tát Ca Diếp đại thưa: Con chẳng tùy thuận pháp thế gian. Phật khen Ca Diếp rằng: lành thay, nay ông đã biết được mùi vị của pháp cao chỗi hơn hết, rất thâm sâu khó biết, thế mà ông được biết, như loài ong hút lấy mùi vị tinh tế nhất, ông cũng như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, như nước tiểu của con muỗi chẳng thể thấm ướt khắp cõi đất này, sự lưu hành phân bố của kinh này trong tương lai cũng vậy, không thể nào đủ khắp. Cũng như nước tiểu của loài muỗi, kinh này về thuở chánh pháp sắp diệt sẽ bị mất đi ở cõi đất này trước hết, nên biết rằng đó tức là tướng suy của chánh pháp. Lại nữa, thiện nam tử, ví như vừa qua hết mùa hạ, tháng đầu mùa thu, trời mưa liên miên nhiều ngày, kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy, vì các vị Bồ Tát ở phương Nam mà sẽ tuôn mưa pháp thấm đẫm khắp nơi. Khi chánh pháp sắp dứt mất, kinh này sẽ đến xứ Kế Tân đầy đủ không thiếu, được chôn giấu trong lòng đất. Hoặc có người tin hoặc có người không tin, pháp vị cam lộ của kinh điển phương Đẳng Đại Thừa này cũng sẽ nằm sâu trong lòng đất. Kinh này mất đi rồi, tất cả các kinh điển Đại Thừa cũng đều sẽ dứt mất. Nếu như ai có được kinh này đầy đủ không thiếu, đó là bậc cao quý vượt trội giữa loài người. Các vị Bồ Tát nên biết rằng chánh pháp vô thượng của Như Lai chẳng bao lâu nữa sẽ dứt mất.